Đây là phần 1 của ông nội. Hôm nay 25 Tết năm Tân Sửu 2021. Cháu tới tảo mộ thường năm. Thằng này mạnh mẽ, nhìn nó mà tròn trịa hơn hả? Thằng này là bạn trai tao chắc. Có tuổi thịnh đó. Này năm nay em còn thương gái chị ơi. Bây giờ lau chùi xong rồi, con cháu bắt đầu bày đồ ra để cúng. Con này nè, bỏ ra ngoài nè, bỏ đây gì, bỏ này chị ba. Có hình không Thuận? Dạ có Dương Sáu. Dạ. Dương Sáu chụm tấm không? Dạ. Dương Chính. Ở đây là nơi ăn nghỉ cuối cùng của ông nội. Ông đây là mấy cô rồi. Mở ra cho anh em coi phim. Thấy mặt. Đây cô Sáu đây. Đây cô Út à. Hello Út. Hello. Cô Ba. Này thứ bảy hả? Bảy. À, quá che mặt không thấy nhìn rõ đâu. Ở con đường ở đây là bây giờ ông hai cũng làm ra một con đường rất là lớn. Con cháu leo. Thường khi là cái đường này nó nhỏ, còn bây giờ thì bây giờ con đường lớn quá rồi. Đâu có bỏ cái đó, mình giặt lại đi mình lao thôi. Còn bên đây là mình bên ăn nghỉ của bà hai. Mấy bác cũng đang làm bên đó để tao mộng.